Hello, chào mừng các bạn dạ, Chào thầy Quốc, à, chào thầy Quốc, à, thầy Quốc là người thầy dạy cho tôi uh, tập bơi. Tôi rất biết ơn thầy Quốc và cái kính tôi đeo là của anh bạn anh Nguyễn Hữu Phước, anh bạn rất là thân. À, bơi các bạn bơi lội thì nên có cái kính các bạn, có kính nó đỡ mắt. À, tôi bơi mỗi ngày trên nửa tiếng thành ra nếu không có kính thì mắt nó dễ bị sốn Và hôm nay tôi nhắc các bạn chủ đề đừng quên khách hàng cũ. À, tôi là dân kinh doanh, tôi là dân bán hàng và một từ khóa uh, quên khách hàng cũ là đây là cái cái hiện trạng cái bệnh của nhiều doanh nhân mắc phải các bạn uh, các bạn biết rồi để tìm một khách hàng mới là chi phí nó nó gấp 7 lần khách hàng cũ nhưng mà thông thường đó chúng ta cứ đuổi hình bắt bóng chúng ta chạy theo những khách hàng mới mà chúng đi chúng ta quên đi khách hàng cũ mà khách hàng cũ mà bỏ các bạn đi đó họ sẽ leo kéo lôi kéo nhiều khách hàng khác để qua đối thủ cạnh tranh và cái tổn thất mà mất khách hàng cũ là rất lớn vì vậy các bạn hãy nhớ những người kinh doanh, những danh những danh dân những tỷ phú hãy nhớ luôn luôn chăm sóc thật tốt khách hàng cũ của mình và bản thân tôi cũng vậy các bạn bản thân tôi cũng thường hay quên cái chuyện này và để thực hiện tốt để chăm sóc khách hàng cũ bạn có phải có phần mềm quản lý khách hàng bởi vì sinh nhật của họ bạn không thể nào nhớ hết khi có phần mềm quản lý khách hàng bạn sẽ nhớ sinh nhật của họ những ngày kỷ niệm họ những ngày cưới vân vân và những ngày sinh nhật con của họ vì vậy các bạn hãy nhớ tôi xin nhắc lại bạn chủ đề đừng quên khách hàng cũ bởi vì các bạn tìm khách hàng mới, các bạn sẽ mất chi phí gấp 7 lần khách hàng, khách hàng cũ. Các bạn hãy like, comment, chia sẻ nhiều cùng xem những video của tôi và đón nhận video mới. Cảm ơn các bạn.